Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 13. Máu nhuộm kinh Pháp Hoa. Có câu tinh thành sở chí, kim thạch di khai, nghĩa là lòng thành cực điểm có thể phá cả núi vàng. Hòa thượng chuyên tâm dụng công tu đạo, xem kinh Pháp Hoa đến nỗi con mắt chảy ra máu. Đây chỉ sơ lược một hai điều về sự dụng công của ngài. Hòa thượng kể: lúc trước khi tôi đọc kinh Pháp Hoa, mãi mê xem đến nỗi mắt chảy máu luôn. Tại sao chảy máu? Vì qua nhiều ngày không ngủ, quỳ ở đó xem kinh Pháp Hoa, càng xem càng thích, càng đọc càng muốn đọc thêm, đọc đến độ quên ăn cơm, quên ngủ nghỉ, ngay cả khi con mắt bị chảy máu cũng không hay biết. Đợi đến khi máu nhiễu giọt xuống cuốn kinh, thấy sách có màu đỏ, tôi mới biết ra mắt mình đã bị chảy máu. Lúc bấy giờ đôi mắt không chịu làm việc nữa rồi, nên tôi không nghỉ ngơi cũng không được. Đây là việc tôi đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến nỗi như vậy. Con người nói: hỡi ơi, Pháp sư thật là ngu quá. Không sai, nếu không ngu si thì mắt tôi đâu có bị chảy máu như vậy. Nếu thông minh giống như các vị thì con mắt đâu có chảy máu, đúng không? Trong tâm các vị cười thầm nói: là như vậy đó. Các vị ngại không cười ra mặt mà cười trong bụng rằng: đương nhiên là tụi tôi thông minh hơn ông rồi. Tuy các vị thông minh hơn tôi, nhưng bây giờ các vị là đệ tử tôi, nên dù có thông minh cách mấy đi nữa, rốt cuộc các vị cũng phải tu học theo tôi thôi. Khi đọc kinh Pháp Hoa, tôi đọc đến như thế, tôi còn nhớ lại thuở quá khứ, việc gì tôi cũng đều làm qua. Các vị đừng cho rằng ông sư phụ này chỉ là một pháp sư thôi, vì tôi cũng đã làm hoàng đế, làm tể tướng rồi. Nói tóm lại, chức tước gì tôi cũng làm qua, tuy tôi nhớ không được rõ ràng, nhưng nhớ mang máng là có chuyện như vậy. Tôi nay không muốn làm hoàng đế, cũng không muốn làm chuyển luân thánh vương, vì ở những ngôi vị đó có lắm chuyện phiền phức.